Các nghiên cứu với gói kỹ thuật công nghệ kết hợp quy trình sử dụng phân bón thế hệ mới được đưa vào trong sản xuất lúa ở nhiều địa phương đã cho kết quả nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm phát thải. Cụ thể cách làm này như thế nào? Những lợi ích mà quy trình mang lại cho môi trường và người trồng lúa ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 21 tháng 8 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của Thạc sĩ Phạm Anh Cường. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.